đổ nè, có mút nha, có mút mỏng nha chị My Anh Nguyễn ơi. Xem Huỳnh ơi, cho em xin số điện thoại nè. Shop em ở địa chỉ là 389 đường Cách Mạng Tháng 8 quận 10 nha Đinh Nhi ha. Chị Đinh Nhi còn coi không ạ? À? Cặp vú của em phê quá, dạ phê lắm hả anh? Anh coi chừng em bị lóc anh luôn nha anh. Ngực em... ngực bự với mặt loại này. Cái chị ơi, em nói thiệt nha, nếu mà em không có ngực, em dạng lép đi, em vẫn thích mặt. Tại biết sao không? Tại vì cái phong cách của em là phong cách Tây. Tuy em có ngực nhưng mà em cũng thích là dạng ngực lép. Tại vì nó sẽ có một cái... có cái kiểu kiểu khác. Lép nó sẽ có cái kiểu khác. Có ngực thì nó sẽ có kiểu khác. Mình có thể mặc phối để mình mặc ở lớp trong, mình đi chơi, tại vì nó cũng có mút nha. Mã số 1 ngực 92 mặc được không em? Mã số 1 ngực 92 hả? Không có size đúng không? Không có size nha chị yêu ơi. Mẫu này là có nha chị. Mẫu này là phi size một xíu nha. Rồi cho anh Thị, cho anh Thủ chia sẻ cái livestream giúp em nha mọi người. Tranh thủ chia sẻ cái livestream giúp em đi, tụi nó bắt bẻ em kìa. Rồi nha, màu đen nè, màu đỏ nè, màu đen, màu đỏ và màu trắng và màu xanh nha. Mai có like không chị? Có nha em ơi. Ngày mai chị vẫn like bình thường nhé. Ngày mai chị like bình thường. Hello, hello mọi người mới vào xem like của em ạ. Chia sẻ cái livestream giúp em đi. Mất quá, hello, hello Hiền Lê, cảm ơn Hiền Lê rất là nhiều. Rồi, tranh thủ chia sẻ livestream giúp em, mặc có thoải mái không em? Ôi trời ơi, chị Anh Vũ ơi, bộ này mặc rất là thoải mái luôn. Biết sao mà mẫu này rất là mỏng, nó chỉ có mút nhẹ thôi. Đây chị yêu ơi, giống như là mình mặc để mình đi du lịch luôn á. Mình mặc để mình phối áo khoác nhẹ nè, áo cá tính thì mình mặc áo khoác jean nè. Tùy theo màu mình sẽ chọn ha, có thể đi bơi, đi tắm biển cũng được nha. Không, trời ơi, cái gì mà không thở được. Cái này rất là nhẹ luôn. Cái chị nào có bầu á, chị biết chị đó mặc bộ này cũng ok nha. Chị có giá là 65.000 thôi nha cả nhà. Mẫu này chị có giá là 65.000 một cái thôi. Em có ghim của chị Lâm Lê gì comment cho em nè. Chị đó comment rất là dễ thương luôn. Mã số 2, 65 một cái. Áp dụng chia sẻ livestream, ít nhất phải chia 5 lần cho em nha. 65.000 một cái thôi Ngọc Trần ơi. Hằng Kim Hằng ơi, 65.000 một cái thôi chị yêu ơi, rất là rẻ luôn. Có size 40 không em? Dạ Hương Ngố ơi, không có size 40, mẫu này không có size nha. Ngày nào cũng canh shop like hết, cảm ơn Thúy nè. Bị gì vậy ta? Cảm ơn Thúy Nguyên nè. Cảm ơn Thúy Nguyên rất là nhiều đã luôn ủng hộ em, đã luôn theo dõi bên shop của em. Em xin hứa là em sẽ cố gắng like thường xuyên hơn. Và em sẽ cập nhật những nhiều mẫu mới, mẫu đẹp cho cả các chị yêu của em luôn ha. Yên tâm giúp em nè. Do mạng em trục trặc một xíu, đợi em xíu em chỉnh nhạc nha. Rồi chia sẻ livestream giúp em đi mọi người ơi. Ai đang xem chấm cho em một cái để em qua mẫu nha. Để em qua mẫu nè. Bán đẹp mà rẻ quá trời. Cảm ơn Thúy Nguyên rất là nhiều luôn. Ai đã biết shop của Duyên rồi thì sẽ biết là đồ cực kỳ rất là đẹp, rất là xinh, hợp với mọi người luôn. Bao nhiêu loại đồ, bao nhiêu người cũng sẽ hợp hết. Nếu mọi người ngại mua trên live thì mọi người có thể qua shop của em. Địa chỉ shop của em là 389 đường Cách Mạng Tháng 8 nha. Có lại mút nhẹ và nâng ngực đi em. Ok, chị Cát Phạm để một xíu nha. 389 đường Cách Mạng Tháng 8 nha. 62 mặc vừa nha chị Thủy Tây ơi. 70 vừa không em? Dạ vừa nha Hương Ngô ơi. Đen và đỏ đô ok nè, đen và đỏ đô. Rồi đen và đỏ đô. Size 34 mặc vừa nha chị nha Ngọc Linh ơi. Đen và size 34 mặc vừa. Chị 38 nhưng thích 40 mặc cho thoải mái. Chị yêu ơi, cái này là bên em bán không có size nha chị. Cái này là bên em bán free size luôn, chị coi nè. Shop bán nguyên set bikini không chị? Vân Nguyễn ơi, vì hiện tại bên shop chị đồ lót Thái Lan này là không bán bikini nha. Em có thể báo đi cho chị để chị tư vấn nha. Vân Vicky ơi, đây rất là thoải mái luôn. Cái này là khoảng 65kg là mặc vừa nha. Bao nhiêu một cái vậy em? 65.000 một cái thôi. 65.000 một cái luôn. Biên Hòa hả chị? Thành phố Hồ Chí Minh nha em. Này là ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhạc bị gì vậy ta? Chị ơi cho em xem quần đi chị. Rồi ok nha. Rồi qua mẫu này mình sẽ cho mọi người xem một cái áo nữa rồi tới quần. Tại vì những mẫu này đang hot nên em sẽ like hết cho mọi người nha. Em 59kg cao 1m6 vừa nha Nguyên Cherry ơi. Mẫu này vừa với em nha. Cho chị hai cái để gì ta? Một đen một đỏ. Ok chị Hương Ngố cho em xin số điện thoại nha chị ơi. Đen và xanh nha em. Phương Hoài ok. Đen và xanh nè, đen nè, và xanh nè, đây chị lấy cho.
Rồi 45 vừa không chị, 45kg vừa nha Kim Hằng ơi, vừa luôn. Chị Hương Ngố này, một đen một đỏ này, chị cho em số điện thoại để em chốt nè, để nhân viên em chốt nha. Cho chị đặt hai cái. Sao nãy giờ có bị gì á? Cho chị đặt hai cái đen và trắng size 32. Cái này bên em có một size thôi chị ơi. Màu đen hết rồi hả em? Lấy màu đen và một thêm cho chị đi. Quần cặp cao đi gái. Ok Lâm Nguyễn nha, Lâm Lê nha, để em kiểm tra lại đợi xíu nha. Đen và trắng chị Quỳnh Trà ơi, Quỳnh Trà ơi, cho em xin địa chỉ và số điện thoại đi. Ai có số điện thoại thì em mới chốt nha. Không để lại số điện thoại thì em không chốt. Mẫu này là mẫu số 2 nè. Rồi tranh thủ giúp em đi mọi người ơi, để em qua mẫu nè. Xanh đâu rồi? 65 cái thôi, 65 nghìn một cái, rất là rẻ, không có shop nào mà rẻ bằng như em đâu. Rồi 65 nghìn một cái nha cả nhà ơi, 65 nghìn một cái luôn, tranh thủ giùm em. Màu xanh rất là sáng luôn nha, để mặc màu xanh cho mọi người nha. Lê Tuấn em cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Có size 34 không? Em ơi cái này phi size nha em ơi. Rồi ok, một đen một đỏ một xanh, ok chị yêu luôn, một xanh cho chị Hương Ngố nữa nè em. Đó, màu xanh này các chị yêu rất là sáng ha. Nâng ngực không chị? Không nha em ơi, mẫu này mặc đơn giản để mặc đi tắm biển rồi này nọ, đi phối đồ đi chơi thôi. À, chị Kim Hằng mã số 1, mã số 2 một đỏ. Ủa em, chị Kim Hằng có đơn chưa? Rồi Kim Hằng màu một đỏ đúng không? Các chị yêu ơi rất là rẻ, các chị yêu này mua nhiều đi, mua 2-3 cái đi để mình để dành nữa. Cái gì? Ok kiểm tra lại nha. Rồi ngực em 99, cho hai cái màu trắng một xanh. 99 hả? 99 lớn lắm, không thể mặc được nha. Bao nhiêu tiền ship vậy chị? 30k thôi, rất là đơn, rất là nhẹ nha. Mọi người mua đủ 5 cái trở lên đi, em sẽ free ship cho. Khánh An một cái màu đỏ, một cái màu xanh. Khánh An một cái màu đỏ, một cái màu xanh. Ủa chị đưa lộn mẫu hả? Đúng không vậy? Kiểm tra lại nha. Chị mập có vừa không em? Chị bao nhiêu ký? Cân lên vòng 1 bao nhiêu? Chị nói lại cho em nha chị yêu ơi. Rồi Khánh An một đỏ một xanh nè, có số điện thoại rồi nè. Cái nào á đưa lại cho chị. Hai cái này nè, màu đỏ với lại màu đen nè đúng không? Chị mới dục màu xanh với màu đỏ, còn một cái gì đây? Cái đỏ đây. Một cái màu đen đưa lại cho chị, màu đen không có ai hết. Rồi chị mới dục đó là của chị Khánh An, một đỏ một xanh nha. Rồi chị thích không gọng, cái này không có gọng nè chị yêu ơi. Rồi Thùy Giang xanh và đen, ok xanh và đen. Thùy Giang có số điện thoại rồi nè, ok chị yêu luôn. 65 ngàn một cái thôi, cô chủ nhỏ. Cảm ơn Phương Hoài nha, cảm ơn chị yêu. Thiên Yết hai cái, em hai cái, đỏ và xanh, ok đỏ và xanh, hot quá cả nhà ơi. Mọi người mua 4 màu liền đi để mình phối. Con nhà nghèo cho em xin số điện thoại nha. Chị hay mặc size 38. Mặc 38 là vòng ngực bao nhiêu ta? Đây chị coi coi. 38. Được chị ơi, 38 mặc vừa nha. Anh Vũ xanh, ok anh Vũ một cái xanh nè. Thiên Yết ơi cho mình xin số điện thoại nha. Anh Vũ nè. Rồi, véo to thế bạn 30k mua liền, cái gì quần què gì vậy trời. Ship là 30k, không lẽ cái vú tao chứ không giá là 30k. Một trắng một xanh, coi nhà nghèo ơi, nhắc lại một lần nữa, để lại số điện thoại và địa chỉ cho mình nha. Có loại mút dày không em? Có nha Ngân Khánh ơi, em đang like mẫu này thì chưa có nha. Thấy em không đẹp, thấy em không đẹp là sao? Bảo Thanh ơi em nói gì vậy em? Quần chị đang mặc có bán không? Quần còn quần này không em? Còn quần cặp cao này không? Có. Inbox đi cho shop giúp em nha. Đâu đây đưa cho chị cái quần đó luôn đi. Rồi ngực nhỏ mặc size nào? Cái này chỉ có một loại thôi nha. Bao nhiêu ngực cũng, bao nhiêu vòng ngực cũng mặc cũng vừa hết. Có màu này, quần này thôi hả? Cái này là quần dạng quần đùi của chị nha em. Cái này là dạng quần đùi á, mình có quần đùi không? Cái này là quần này là thịt bụng rồi. 90 vừa nha. 90 vừa, cái mẫu này là không nâng nha chị ơi. Chắc là không có rồi em ơi. Ai muốn mua quần thì inbox riêng cho em nha. Rồi mẫu này nè, chỉ có giá là 65 ngàn một cái thôi. Hết rồi hả? Rồi con nhà nghèo có số điện thoại rồi kìa em. Con nhà nghèo là hồi nãy chị dục chưa? Con nhà nghèo là một xanh một trắng, chị chưa đưa đúng không? Một xanh một trắng. Rồi cất cái quần này luôn cho chị luôn đây nè. Rồi ok mọi người nha. Cảm ơn chị Liên Kim Liên ạ. Có quần nâng mông không em? Ngân Khánh ơi inbox riêng cho shop giúp em nha. Có ship khắp toàn quốc nha mọi người nha, em có ship toàn quốc luôn. Quần đang like không bán nha mọi người nha.
Hàng hết rồi, bây giờ inbox thì cho sớm giúp em đi. Cho chị hai cái xanh và đỏ, ok chị yêu. Trời ơi, sắp hết rồi, sắp hết rồi. Còn rất là nhiều nha. Chị xanh có đỏ thôi. Hả? Bỏ đưa xanh với đỏ này có rồi. Đâu vậy? Gia bảo chưa? Gia bảo xanh cái đỏ có rồi đúng không? Một cái xanh, một cái đen, một cái trắng, một cái đen. Ok chị Tina Huỳnh luôn, cho em xin số điện thoại nha. Huỳnh Thi cho mình xin số điện thoại. Em lấy đâu đây vậy? Huỳnh Thi, Tina gì là Tina Huỳnh, cho em xin số điện thoại nha. Cho em xin số điện thoại 37 không chị? Có nha em ơi, mẫu này là mặc free size luôn. Mọi người đừng có yên, mọi người yên tâm đi, bao nhiêu cũng vừa hết. Cho mình xem quần nâng mông đi Ngân Khánh ơi, hiện tại em không có like quần nâng mông nha chị ơi. Rồi Tina Huỳnh nè. Ok chị có số điện thoại, mọi người nhớ giùm em một chút cho em có số điện thoại. Tina Huỳnh gì nè, một trắng một đen có chị em. Đây một trắng một đen nè. Một trắng một đen có số điện thoại rồi nè. Huỳnh Nhi ơi, cho mình xin số điện thoại nha. Áo này không nâng ngực nha chị ơi. Bao nhiêu một cái? 65 ngàn một cái thôi. Em bán sexy và gì không hiểu. Chị cái xanh. Chị ơi cho em xin số điện thoại nha chị Thúy Võ ơi. Cho em xin số điện thoại nha chị ơi, cho em xin số điện thoại nha. Hai cái kiếp râu này, cọng râu này tôi mệt ghê đâu rồi. Đây ngực 80 vừa không em hay chật. Trời ơi 80 hả, thoải mái chị ơi. Em 82 nè, áo lộn quên em 80 à. Em 80 sao em cũng nhớ nữa, thoải mái nha. Cái này nhẹ nhàng lắm mọi người ơi, ren lớp ren không à. Huỳnh Thi ok em yêu, có số điện thoại rồi nè. Huỳnh Thi một cái màu trắng nè, ok Huỳnh Thi nha. 65 ngàn một cái thôi các chị yêu ơi, 65 rất là rẻ luôn. 65 ngàn một cái nha. 65 ngàn một cái thôi. Cởi áo ra cho anh xem có cái áo được không em. Trời ơi nó nghe nè, anh ở đâu ra vậy? Chắc anh đẹp à, chắc anh được đẹp để anh xem à. Không có nâng ngực hả chị? Cái mẫu này là không nâng ngực nha. Ngực chị nào nhờ? Nè mọi người, ngực chị nào có ngực thì mặc cũng ok. Muốn mặc lét thì mặc nha. Địa chỉ ok chị Hương Ngố nè. Ok chị yêu cho em xin địa chỉ rồi nè. Rồi mọi người tranh thủ mã số 2 này giúp em nha. Mã số 1 cũng đẹp lắm, mọi người chia sẻ livestream xem lại cái mã số 1 đi. Mã số 1 là hàng mới về luôn, em mới like cho mọi người luôn. Xem lại livestream giúp em nha. Rồi bây giờ em qua mẫu nè, qua màu nha, qua màu cho mọi người luôn á. Tranh thủ giúp em màu đen cũng rất là đẹp luôn. Không mua màu đen cũng rất là tiếc nha. Thợ luôn lấy 3 cái, anh lấy màu nào anh ơi? Không có ngực hả? Nếu mà chị không thích mặc những mẫu này thì chị có thể chọn mẫu khác giúp em nha. Chị không có ngực thì chị có thể chọn mẫu khác giúp em. Đây mẫu màu đen này cả nhà ơi, nãy giờ em không mặc màu đen đúng không? Nãy giờ em mặc là 4 màu rồi đó. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Khen thì em cảm ơn thôi. Trời ơi em qua mẫu rồi em không thể like lại nha chị ơi. Chị ơi chốt cho em 3 cái. Ok em Thùy Linh nha, em lấy màu nào? Em lấy màu nào ghi rõ cho chị, cho chị xin số điện thoại. Rồi chị Thúy Võ có số điện thoại nè. Thúy Võ lấy cái màu xanh. Ok chị Thúy Võ lấy cái màu xanh. Còn mẫu khác nha em ơi, từ từ nha. Chị 60kg có mặc được không em? Gia Bảo ơi dạ được nha. Màu xanh, màu đen, màu trắng. Anh cho em xin số điện thoại luôn nha Thọ Lưu ơi, để cho nhân viên em chốt ngay bây giờ nè. Thọ Lưu màu xanh, màu đen. Màu xanh, màu đen, màu trắng. Ok anh nha. Quên Thọ Lưu nè. Rồi bao nhiêu? 65 ngàn một cái thôi tình yêu ơi. Không có nâng ngực lắm nha mọi người. Mặc thoải mái để mình đi tắm biển thôi. Màu đen thì mọi người có thể mặc đi